Chào mừng bạn đến với channel trải nghiệm game. Trong game Liên Quân, giao tranh ảnh hưởng nhiều yếu tố từ đội hình, từ chiến thuật và các thành viên trong một đội. Nhưng nói ngắn gọn và xúc tích đó là muốn chiến thắng giao tranh, bạn phải là người đứng lại và sống sót cuối cùng. Đơn giản là vậy. Phải sống lâu và gây sát thương nhiều nhất lên đối thủ. Và đương nhiên, muốn sinh tồn tốt trong giao tranh thì các vị tướng có miễn thương luôn có ưu thế bá đạo, giúp bọn chúng chỉ nhận một lượng sát thương không phải tối đa. Vậy các vị tướng nào đang có khả năng bá đạo đó? Cùng tìm hiểu top 5 vị tướng có khả năng miễn thương bá đạo nhất. Nào bắt đầu. Top 5, Wonder Woman hiện đang là vị tướng solo đường được ưa chuộng hiện tại. Wonder cho bản thân khả năng solo tốt với đối thủ dù đầu hay là cuối game, góp phần không nhỏ giúp Wonder chắc chắn là nội tại. Nhưng chiêu thức khiến kiếm liên kích chính là lá bài giúp cho Wonder 1v1 không ngán quá nhiều đối thủ khi phải đối đầu. Bởi với chiêu thức này, Wonder tối đa nhận được giảm 20% miễn thương phải chịu trong 3 giây. Lưu ý, chiêu thức phải trúng tướng địch. Một chiêu thức vừa có sát thương lớn lại kèm khả năng phòng thủ đáng gờm. Không chỉ có chiêu thức này, Wonder còn có chiêu cuối khiến cho cô nàng khi tung chiêu cuối tăng mạnh miễn thương cho bản thân và bảo kê giúp đồng đội tăng tốc độ chạy và giáp ảo. Đây thực sự là một cô nàng bảo kê chuẩn, bởi không chỉ sát thương lớn còn có miễn thương mạnh, bảo kê tốt phụ giúp đồng đội khi cần thiết. Top 4, Chauna. Ở phiên bản hiện tại là tên gắn kết, Chauna đang là vị trí tướng đi solo đường mạnh và được mọi đội hình ưa chuộng lối chơi cấu rỉa mạnh bởi sát thương đầu game và khống chế đáng gờm, khiến cho Chauna là một trợ lực tốt với đội hình có cho bản thân. Nội tại tăng 10% miễn thương khi vận dụng chiều 1, cấu rỉa giúp cho Chauna có một lá bài trở nên cứng cáp. Nhưng điều đặc biệt khiến cho Chauna được trọng dụng chính là chiêu cuối vực hỗn loạn. Chính nhờ chiêu thức này mà Chauna có thể tranh chấp vị trí đi mid hoặc là đi đường cánh, nơi mà hiện tại cực kỳ nhiều cái tên hot đang được cạnh tranh kinh liệt. Nhờ chiêu thức này, Chauna cùng đồng đội được tăng rất nhiều hiệu ứng tốt, nhưng quan trọng hơn đó chính là khả năng miễn thương và giải hóa khống chế trong 0,5 giây cho đồng đội, còn Chauna thì 3 giây, thật đáng gờm. Dù thời gian cho đồng đội là ít ỏi nhưng với phạm vi rộng, đảm bảo có thể giúp đồng đội bạn tránh bị sốc sát thương ngay lập tức và giải thoát khống chế. Đây là một trong các chiêu thức có khả năng bóc cho đồng đội hiếm có, nên đương nhiên là luôn được trọng dụng. Top 3, Xenia. Không khác gì lắm với Chauna, chiêu cuối của Xenia giúp hắn ta có khả năng bóc miễn thương tối đa lên đến 40% cho cả Xenia và đồng đội được chọn. Đây chính là điểm khiến cho Xenia trở thành vị tướng solo đường đặc biệt, bởi khả năng tiếp cận đồng đội khắp mọi nơi trên bản đồ. Chỉ cần đồng đội đủ cứng để chống chịu trong 2,2 giây trước khi Xenia tới thì cơ hội lật kèo và sống sót là rất lớn. Bởi với việc hồi phục lại 15% máu tối đa cùng tăng 40% miễn thương trong 3 giây là hoàn toàn đủ lực để khô máu lại đối thủ nếu cán cân không quá sai lệch. Với sức mạnh có thể ban phát khả năng miễn thương cho bất kỳ đồng đội nào được chọn, khiến cho Xenia là con bài hay bị cấm khi đấu giải. Bởi Xenia hắn ta có thể tạo ra cực kỳ nhiều chiến thuật và combo lợi thế khi phối hợp cùng đồng đội. Ví dụ như trong đội hình có Xenia bay tới phối hợp với Omen thì đây thực sự là một trở ngại rất đáng gờm. Top 2, Zephyr. Dù không có chiêu thức chủ động nào phụ giúp Zephyr có khả năng miễn thương, mà nội tại lại có cơ chế phần trăm máu Zephyr càng thấp thì khả năng miễn thương càng lớn, khiến cho Zephyr đang tỏ rõ hiệu quả của bản thân. Bởi nội tại tường giờ lại hay, bởi nó không có thời gian hồi chiêu hay phải kích hoạt, mà chỉ cần phần trăm máu của Zephyr càng thấp, hắn ta lại được tăng miễn thương càng nhiều, khiến cho vị tướng này là một trong các vị tướng nhây lì và cực kỳ châu bò của Liên Quân. Chính nhờ khả năng miễn thương mà Zephyr luôn lên cho bản thân các trang bị nửa công nửa thủ, khiến cho Zephyr vừa sát thủ vừa châu bò bắt tốt các chủ lực của đối thủ. Top 1, Omen. Omen được nhiều người chú ý nhất chắc chắn là nhờ chiếc cuối đáng gờm của hắn ta, nhưng đặc điểm giúp cho Omen trở thành vị tướng solo 1v1 mạnh đương nhiên không phải là 100% nhờ chiêu thức này, bởi chiếc cuối chỉ có tác dụng không cho đối thủ chạy trốn mà buộc phải đứng lại trong 5 giây chiến đấu cùng bạn. Đương nhiên Omen nói thẳng ra không phải là vị tướng quá châu bò, hắn ta cực sợ các vị tướng tấn công tầm xa và các pháp sư cấu rỉa cùng các vị tướng khống chế mạnh. Vậy nên để đảm bảo khả năng chống chịu của bản thân, Omen có chiêu thức hay giúp cho Omen khi nâng tối đa chiêu thức có khả năng miễn thương tăng lên đến 70%. Đây là một con số rất lớn đối với mọi vị tướng, bởi nếu đồng đội có vị tướng như Chauna hay là Xenia phụ giúp thì việc Omen có lượng miễn thương khổng lồ là không khó cho pha giao tranh hay lật kèo. Omen là một vị tướng mạnh nhưng chỉ cần sơ suất hay di chuyển sai lầm đều có thể lên bảng ngay lập tức. Vậy nên cần luyện tập thật nhiều, ăn hành nhiều là một cách giúp bạn chơi tốt hơn một vị tướng nào đó, bởi đó là điều giúp chúng ta rút được nhiều kinh nghiệm và hoàn thiện hơn. Đây là 5 vị tướng có khả năng miễn thương mạnh nhất. Ngoài các vị tướng này còn rất nhiều vị tướng khác, nhưng theo F thì các vị tướng này rất tuyệt vời tại phiên bản hiện tại, giúp anh em đèo đanh rất tốt. Trên đây là top 5 vị tướng có khả năng miễn thương bá đạo nhất. Nếu đồng quan điểm hoặc ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và thứ hai, đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí.
Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cho các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.